Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 13 năm thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hệ thống phân phối bán lẻ đã thực sự trở thành ngôi nhà dành cho hàng Việt, nơi hàng hóa Việt chiếm 90% cơ cấu hàng hóa và dễ dàng đến tận tay khách hàng một cách nhanh chóng nhất. Hưởng ứng tuần lễ tự hào hàng Việt Nam, tinh hoa hàng Việt Nam tại hệ thống phân phối, Sài Gòn Cookmark đã dành riêng một không gian để giới thiệu những thương hiệu Việt đang kinh doanh tại hệ thống. Chương trình tự hào hàng Việt được xem là điểm nhấn quy mô nhất hàng năm của Sài Gòn Cookmark dành cho hàng hóa sản xuất trong nước, tập trung giảm giá sản phẩm thiết yếu nhằm hỗ trợ tiêu dùng trực tiếp cho khách hàng, qua đó giúp nâng cao uy tín các mặt hàng sản xuất tại Việt Nam, thúc đẩy sức mua của người tiêu dùng. Đối với hệ thống Sài Gòn Coop, chúng tôi đã làm chương trình này hơn 20 năm. Đầu tiên là chương trình người tiêu dùng và hàng Việt Nam chất lượng cao. Sau đó chúng tôi chuyển đổi thành cái tên là tự hào hàng Việt. Và trải qua hơn 20 năm thì chương trình đã đạt nhận được sự đón nhận của người tiêu dùng rất là lớn. Bên cạnh đó chúng tôi cũng làm chương trình này là hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt để làm sao cái là cầu nối để cho hàng Việt đến tới tay người tiêu dùng một cách nhanh nhất. Theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì doanh nghiệp đã bắt tay để giới thiệu cho người dân ở Việt Nam sử dụng những cái sản phẩm. Cái hệ thống phân phối ít nhất mỗi tỉnh thành là từ 3 tới 5 đại lý. Những cái sản phẩm mình đưa ra giúp thị trường tiêu thụ một cách rất là nhanh chóng, sâu rộng hơn đến với cái người tiêu dùng nhiều nhất, đó là những người tiêu dùng ở vùng nông thôn. Triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thời gian qua các doanh nghiệp đã đẩy mạnh hoạt động liên kết quảng bá tiêu thụ sản phẩm Việt, qua đó tạo nên mạng lưới cung ứng hàng hóa bền vững và rộng khắp cả nước, không để bị đứt gãy, ngay cả trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát vừa qua. Năm 2022 với chủ đề Tinh hoa hàng Việt Nam, các sản phẩm thương hiệu Việt có thế mạnh, đạt chất lượng quốc gia và toàn cầu là điểm mới của chương trình nhận diện hàng Việt Nam. Người tiêu dùng có nhiều cơ hội mua sắm, tiêu dùng sản phẩm có chất lượng của các doanh nghiệp Việt uy tín khi Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán đã gần kề. Với những cái bước tiến mới, đó là đưa hàng hóa Việt Nam được quảng bá với những cái thương hiệu là tinh hoa hàng Việt Nam, với những hàng hóa chất lượng nhất. Và một trong những cái chương trình đó thì là luôn luôn được các hệ thống siêu thị hiện đại ưu tiên để dẫn dắt thị trường, trong đó có cả những kênh phân phối truyền thống nữa. Chúng tôi đánh giá cao và mong rằng các hệ thống phân phối hiện đại khác mà đang chiếm cái tỷ lệ tiêu thụ hàng Việt Nam ngày càng tăng cao lên đến trên 25% và hướng đến mục tiêu 42% vào năm 2030 thì sẽ phân phối nhiều hàng Việt Nam có chất lượng phục vụ cho người tiêu dùng Việt Nam. Bộ Công Thương đã khởi động tuần lễ tự hào hàng Việt Nam, tinh hoa hàng Việt Nam tại hệ thống phân phối. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của chương trình tự hào hàng Việt Nam, tinh hoa hàng Việt Nam thuộc đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.